chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu Jury, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ việt nam 714 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không tám năm chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985 Hương vị vượt thời gian 7148394591 Để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng Xin mời đến ngay với Magic Mattress 714 777 5777. E Japan chuyên cung cấp dịch thảo sản xuất 100% tại Nhật 714 9362. Hai bánh xóa sụp mặt muffin Quick X chỉ có 5 đồng 50 sen tại McDonald's. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau, giá bình thường nếu mua một cái. Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Leader Sài Gòn TV. À, miền Bắc California thì quý vị xem ở trên đài 16.11. Houston, Texas là 27.6 và miền Nam California là 56.10. Đồng thời cũng coi được ở trên mạng Facebook và YouTube thì uh, Facebook và YouTube thì nó chứa nhiều video ở trong đó mình có thể coi cả ngày, mình vẫn có thể coi nhiều chương trình khác nhau. Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ hai ngày hôm nay và ngày hôm nay là ngày 23 uh, m... ngày 23. 23 rồi đó, hả? Dạ, yeah, 23, 23 tháng 10 rồi. rồi. wow ghê luôn. Sắp sửa là tới Halloween rồi, thứ ba tuần sau hình như là ngày Halloween. Ừ, à, cuối tháng 10. Cuối tháng 10 yeah. đó. Um, thưa quý vị, cuối tuần rồi đó, ngày thứ bảy thì Lido Sài Gòn TV đã tổ chức một cái chương trình cải lương ở ngay Phước Lộc Thọ với chủ đề là dứt hận thù gieo yêu thương có thể nói đây là lần đầu tiên á mà một cái chương trình cải lương lại được tổ chức ở trong ừ. phước lộc thọ cho nên là cái không khí cũng rất là vui à, chương trình thì bắt đầu từ lúc 2 giờ à, trưa và kéo dài cho đến à, 4 giờ bốn giờ rưỡi nhưng mà khi mà xem à, các à, nghệ sĩ diễn chọn cái vở tuồng nam quốc sơn hà luôn á mình xem cái không khí à, rất là nó 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 đặc biệt lắm. Nhưng mà à, một cái điều làm cho chúng tôi rất là cảm động đó là sau khi mà chương trình đã kết thúc rồi, bắt đầu dọn dẹp rồi thì lại có nhiều khán giả ở nhiều nơi khác lại đến nói lăn ủa hết rồi hả? Tưởng đâu là kéo dài đến 6 giờ rồi à, có một cô cũng à, à, Cô nói là cô 80 rồi cô nói uh, em cô ở nhà đi ngang đây cái thấy là đang có cái chương trình này mới gọi thì cô từ Long Beach chạy qua để xem nhưng mà đến thì hết rồi cô nói là mọi người nói ở nhà đi xem kể lương đi đi xem để nhớ má. Ừ. Có nghĩa là nó nó không chỉ đơn giản là một cái buổi diễn kể lương mà cho người ta nhiều cái hoài niệm nữa cho nên uh, có lẽ là Leader sài gòn tv sẽ à, trong tương lai sẽ tiếp tục tổ chức ở ngay phước lộc thọ bởi vì cái không khí nó làm cho mình cảm thấy rất là vui tụi mọi người cứ đi qua đi lại rồi ngồi nhiều người ngồi xem suốt luôn có cái điều đó là cái không gian ở trong phước lộc thọ đó ừ. thì hôm bây giờ là nhỏ thôi chứ không phải là một cái sân khấu vành tráng vân vân nhưng mà các nghệ sĩ thì rất là chỉnh chu trong việc yeah. mà gọi là tươm tất trong những vấn đề trang phục của họ rồi bài bản lên sân khấu như thế nào đó rất rất là chuyên nghiệp luôn đúng à, Ngọc Lan phải nói rằng là những nghệ sĩ mà trình diễn đó là họ có một cái niềm đam mê mình đúng ngồi rồi. mình xem mà mình bị cuốn hút là bởi vì cái niềm đam mê của họ ừ. họ rất là nói chung là à, nhập tâm vào trong những cái vai diễn và họ chú ý làm sao để mà diễn được trọn vẹn cái vở tuồng như vậy ở trong cái cái không gian không khí như thế cho nên một lần nữa thay mặt Leader Sài Gòn TV là rất là cảm ơn các nghệ sĩ đã theo dõi đã tham gia trong chương trình ngày hôm đó cũng như là những khán giả là có mặt trong ngày hôm đó Trở lại với uh, tin tức bình thường thì uh, sáng nào cũng vậy hết, dậy một cái là mình uh, bấm cái máy cà pha cà phê để mình có một ly cà phê thơm ngon, uống cho nó tỉnh táo rồi chúng ta bắt đầu một ngày làm việc. Có người thì uống cà phê hai ba lần trong ngày, trưa một ly rồi chiều chiều một ly. Nhưng mà tôi thì chỉ có một ly vào buổi sáng mà thôi. Thế thì ngày hôm nay các có bạn tin cho rằng là cà phê đang gặp khó khăn trên thị trường đặc biệt là với biến đổi khí hậu thời tiết, quý vị cũng biết đó là cà phê nó có hai ba loại cái dạng hạt cà phê arabica nè, rồi à, nhiều robusta gì đó, nhiều cái dạng hạt cà phê để làm cho ra một ly cà phê thật là thơm ngon. Thế nhưng biến đổi khí hậu thì cái ngân hàng mà chuyên về cà phê đó thì họ cho biết rằng là tới năm 2050 có thể là chúng ta sẽ phải mua cà phê mắc hơn bây giờ lên tới gấp đôi là tại vì khi mà gặp thời tiết nó không thuận lợi, mưa nắng bất thường vân vân thì khi mà trồng cà phê đó thì cà phê nó sẽ khó lên và khó ra được trái. Hiện tại bây giờ thì có nhiều nước trên thế giới bắt đầu sản xuất là cà phê, quý vị nghe đó là cà phê Việt Nam là cà phê Colombia là kia vân vân đó thì có nhiều cà phê. Thế thì cà phê Hãng nào là hãng mua cà phê nhiều nhất mà đang lo ngại là sẽ phải tăng giá đó là Starbucks. Nói vậy thôi chứ Starbucks là chỉ có mua có 3% lượng cà phê toàn cầu thôi. Có 3% thôi đó mà họ ừ. bắt đầu lên tiếng e ngại. Đó còn những cái hãng khác, nhiều hãng cà phê lắm. Thì họ nói rằng là sẽ phải coi lại cái vấn đề là trồng trong nhà chứ không phải là trồng vườn cà phê như trước đây nữa. Tại vì có che nắng, mưa, gió này kia thì cũng có thể nó làm cho cà phê nó không có bị mất mùa cho từ bây giờ cho đến năm 2050. Thế thì mình thấy đó là hiện tại nha, mới đầu đó một ly cà phê là 3 đồng, 4 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng. Bây giờ một ly cà phê 5 đồng, 6 đồng, có khi lên tới 7 đồng, 8 đồng. Cũng có khi có một ly cà phê mà người ta nói rằng là cái sự pha trộn được cái sự mà gọi là làm cho một ly cà phê nó, 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 ngon hơn đó là phải vừa một ít robusta một ít arabica rồi cách người ta rang làm sao với bơ với này kia cho nó thơm này kia nữa đó bây giờ một ly cà phê có thể là 10 đồng một ly cũng có nữa wow. rồi còn cà phê trồn nữa cà phê trồn cà phê trồn thì nó mắc lắm lên tới cả hai ba trăm đô cho 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 một pound hay là một trăm gram đó cho nên nó có nhiều cái mà người ta đang liên gọi là người ta liên tưởng tới là đến khi gặp khó khăn về cà phê thì trên thế giới này sẽ lấy cà phê ở đâu ra để mà phục vụ cho những người mà đi uống cà phê mỗi ngày. Cái gì cũng lên hết. À, mà hồi nãy cũng... anh Nguyễn Trường nhắc ở cái đầu buổi á là tuần tới này sẽ là Halloween. Mà đến Halloween thì người ta sẽ cho kẹo. Ừ. Và năm nay họ nói rằng là ôi kẹo đó đã lên giá luôn. Có ờ. nghĩa là kẹo Halloween cũng lên giá. Họ nói theo như bên những cái hiệp hội bán lẻ người ta thống kê cho thấy rằng kẹo năm nay lên giá 13%. Lên giá 13%. À không biết là anh trường hay là quý vị có chuẩn bị kẹo cho Halloween chưa, nhưng mà người ta nói trung bình nha, trung bình một gia đình ở Mỹ á thường á là họ chi là khoảng 30 đô la cho một cái mùa Halloween như vậy cho cái tiền mua kẹo, nhưng mà năm nay á thì là phải 35 đô la thì mới ở cái mức trung bình thôi. À, mà Ngọc Lan nghĩ 35 đô la cho tiền kẹo là nhiều lắm á, chắc là cũng phải hơn hơn một cái bịch to ở trong Costco à, khoảng hai bịch như vậy. À, nhớ những cái năm đầu á ở cái khu vực quanh Lý đô Sài Gòn này á thì nó có có rất là nhiều Uh, mình đến một cái mùa Halloween cái mình thấy các em nhỏ đi nhiều vân vân nhưng mà cảm giác như càng ngày á thì nó lại càng ít đi nó lại càng ít đi ha uh, Ngọc Lan nhớ những năm đầu khi mà mình sống ở uh, cái cái nhà mà mình đang ở bây giờ đó cũng mua kẹo để nhưng mà ủa có năm không có thấy đứa nào tới luôn có năm á, thì được đâu đôi chừng năm bảy đứa nhưng mà kẹo thì vẫn cứ cứ phải để như vậy sợ là khi người ta đến gõ cửa thì không có nhưng mà quả thực là À, hay là người ta tập trung đi ở những cái khu nào người ta trang hoàng nó nhiều hơn à, hồi trước đây ở cái chỗ mà fountain valley có một cái khu ở đường hiel rất là đẹp thì nhưng mà càng ngày nó càng bớt đi bớt đi bớt đi và kẹo thì lại lên giá người ta nói cái gì nó cũng tăng hết cho nên ngay cả cái kẹo Halloween năm nay cũng lên đến 13 phần trăm trung bình mỗi gia đình phải thêm một cái khoản tiền mặc dù mình nghe nó nhỏ nhưng mà tính chung hết á 13 phần trăm đối với một cái mặt hàng như vậy là rất là nhiều à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi Chin và kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ việt nam bảy và bảy ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm chín happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ và bảy Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714-839-4591. Để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, xin mời đến ngay với Magic Mattress 714-777-5777. E-Line Japan chuyên cung cấp dịch thảo sản xuất 100% tại Nhật 714-787-9362. Hai bánh xóa sụp mặt Muffin Week X chỉ có 5 đồng 50 cent tại McDonald's. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau giá bình thường nếu mua một cái. quý vị vẫn tiếp tục với phần hai của chương trình cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị ở bên trường đại học Washington họ mới có một cái nghiên cứu để cho thấy rằng á là cái cách mà chúng ta ăn uống, cái cách mà chúng ta chọn thực phẩm đó thì nó sẽ góp phần hay là nói đúng hơn nó là một cái chìa khóa để ngăn ngừa hoặc là đẩy lùi đi cái uh, triệu chứng mà mất trí nhớ. Um, cái người ta nói có một cái sự à, tương tương quan giữa cái tỷ lệ mỡ ở trong mỗi người với lại cái thể tích não khi mà chúng ta lựa chọn cái thực phẩm ăn mà nó không có phù hợp thì cái lượng mỡ trong người nó tăng lên và người ta cũng thấy rằng á người ta gọi là cái thể tích não á, bắt đầu nó giảm đi mà khi mà cái thể tích não nó giảm đi tức là nó kèm đi kèm theo đó là cái cái à, mức trí nhớ của người ta đó cái sự quên của người ta nó lại tăng lên cho nên rằng là cái việc mà chúng ta ăn uống như thế nào để cho nó tốt mình lựa chọn thực phẩm ra là làm sao đó là mình có thể ngay từ bây giờ mình lựa chọn để mà mình ngăn ngừa những cái triệu chứng làm sao mà để mất trí nhớ dĩ nhiên bên cạnh à, những người mà người ta có những cái loại bệnh nó kéo theo cái việc mà bị mất trí nhớ hay là nó có nhiều vấn đề khác nhưng mà ăn uống nó sẽ góp phần thì những cái loại thức ăn nào mà nó có thể nó góp phần nó làm giảm bớt nó hạn chế cái chuyện mà mất trí nhớ hay là người ta nói ngược lại là nó tăng thêm cái trí nhớ cho mình thì quý vị có nhiều cái lựa chọn ờ, trong đó đó thì người ta nói rằng là cái chuyện mà mình ăn cá hồi đó ở trong đó có omega 3, omega 3 thì nó rất là tốt cho sức khỏe cái nữa đó đó là cái sô cô la đen chocolate đen á thì nó cũng rất là tốt nhưng mà nhiều người người ta sợ lắm tại vì ăn mà sô cô la đen mà ăn từ khoảng 70%, 80% lên á, nhiều người nó nó rất là đắng nhưng mà ăn được cái đó thì nó tốt mỗi ngày người ta ăn ăn một miếng. À, rồi xong rồi à, những loại mà rau cải ví dụ như là à, chúng ta cái trái mà blueberry là cũng là một cái loại tốt nè, cà chua cũng tốt nè, rồi cái quả cái trái mà walnut cũng cái người ta chứ gọi là cái gì Việt Nam gọi là quả dẻ à, không không phải nó gọi là cái uh, ốc chó quả wow, ốc chó uh, yeah. uh, rồi uh, những cái loại mà bông cải xanh là rất là tốt rồi uh, trái uh, trái bơ đó avocado cũng là tốt thì đó là nhiều cái loại mà chúng ta lựa chọn trong cái thực phẩm hàng ngày và uh, người ta cũng khuyên là với cái chế độ mà ăn uống bây giờ đó thì uh, nếu mình không phải là một người lao động nặng ừ. làm việc về Ờ, liên quan đến sức khỏe nhiều thì không nên ăn quá 2.000 kcal, kcal mỗi ngày thì cái điều đó nó rất là tốt. Có người á, người ta nhiều cái người ta nói rằng là để giữ gìn cái sức khỏe đó họ nói là chỉ ăn đến mức mà no đó là đến 80 phần trăm thôi. Thí dụ mình mình ăn đến mức đó mà thấy no 100 phần trăm tức là mình cảm giác no. là no nê đúng không? Nhưng mà chỉ đến khoảng 80 phần trăm là mình dừng lại đó thì cái điều đó nó sẽ góp phần nó nó giữ gìn cái sức khỏe của mình nó không đã nó không đã mệt, đúng rồi <laughs> nhưng mà yeah, bây giờ mình sẽ có lựa chọn là ăn cho thỏa thích hay là ăn là vì sức khỏe thì đó là lựa chọn của mỗi người nhưng mà đây là những cái loại thực phẩm mà quý vị có thể ăn hàng ngày ha người ta vẫn khuyên là ăn cá nè ăn trứng nè sô cô la đen nè rồi bông cải nè, bông cải xanh á, ừ. rồi trái trái blueberry là cái trái người ta nói là trong các loại trái uh, berry thì nó là cái loại mà tốt nhất, blueberry. Rồi uh, thêm nữa dầu olive, rồi những cái walnut hay là cà chua cũng vậy, avocado. Yeah. À, hồi nãy Ngọc Lan có nói tới là giá của kẹo cho Halloween năm nay nó tăng lên khoảng 13%. Thế nhưng nếu mà quý vị à, thường xuyên coi những cái tờ quảng cáo của Costco nó gửi về nhà đó thì trong đó lúc nào cũng có sale nhiều cái món mà nó cũng có thể liên quan phù hợp với lại cái, 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 cái hiện trạng à, gọi là trong lúc đó. Thí dụ như là tới mùa này đi thì có những cái bịch kẹo nó được sale được bớt 3 đồng 50 sen cho một gói hay là 4 đồng 50 xu cho một gói vân vân thì đó là những cái tờ sale hàng ngày mình nên coi là vì có những cái món hàng đó mà khi mà sale thì người ta sẽ đổ xô đi mua nhiều à, ngày hôm nay nói về có một cặp vợ chồng à, cặp vợ chồng này đó thì vẫn thường xuyên đi Costco và họ nói trên mạng là tôi vợ chồng chúng tôi vẫn thường đi Costco nhưng mà có bị có biết là đằng sau những cái bảng giá của Costco những con số đằng sau con số đồng thí dụ như là một đồng 29 mươi cent một đồng 39 sen cái con số đằng sau đó con số đằng sau nó nói lên cái điều gì thí dụ như là nếu mà nó là 99 thì nó là cái gì 97 là cái gì không không là cái gì vân vân thì cặp vợ chồng này làm trên cái mạng tiktok một cái sự giải thích à nếu một cái vị thấy thí dụ một đồng 49 sen chứ không phải là một đồng 99 sen thì một đồng 49 cái 49 đó ý nghĩa của Costco là gì hay là 99 là gì vân vân. Cái TikTok này đã hơn đã có hơn 1 triệu view rồi. Đó, và họ thích lắm, họ nói rằng là wow, mới, bây giờ mới biết được cái giá của Costco mà cái hai cái con số đằng sau nó nói lên điều gì. Thí dụ như vậy, thí dụ thấy là quý vị thấy là ở đây nè, 5 đồng 97, tại sao không là 5 đồng 99 mà là 97. Đó. Thì ông này ông giải thích rằng là cái số đằng sau là 99 thì có nghĩa là giá bình thường không có gì gọi là sale rẻ cả. Nếu là 97 thì nó lại là store manager special. Có nghĩa là cái người manager của cái tiệm đó thôi chứ không phải là nguyên một cái hệ thống của Costco là chỉ có cái tiệm đó thôi manager nói đặc biệt sale bữa nay đi cái món hàng này cho nó hết. À tại vì cái món hàng này giờ nó về nhiều quá rồi không còn chỗ chứa nữa, vân vân. Thì là 97 thì các vị thấy là 97 là à đây là hàng sale nha. Còn thí dụ quý vị thấy 49 hoặc 79 thì là gì? Nếu chấm 49 hoặc chấm 79 có nghĩa là Manufacture special có nghĩa là cái hãng mà làm ra cái món đó họ thông báo cho Costco cái đó đó bây giờ đang làm nhiều lắm, sale bớt đi. À, thì cái đó cũng là cái hàng sale à, Rồi, nếu mà quý vị thấy hai con số đằng sau mà nó là số 00 không thì nó sẽ là cái gì 00 không có nghĩa là trong tiệm bây giờ cái hàng này còn ít lắm dẹp luôn đi tức là bán cho hết cái hàng này đi là mình để chống cái, cái 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 kệ đó đó mình có thể để mặt hàng khác lên được ví dụ như là đôi giày đi cái còn có chừng ba đôi trong 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 kho thôi à. à bây giờ mình bán cho hết cái hàng này đi rồi mình sẽ lấy cái cái kệ đó để mình trưng bày hàng giáng sinh ví dụ vậy cho nên nếu mà thấy không không á thì mình chụp ngay là tại vì cái hàng này là hàng đặc biệt bán hết thì thôi cho đó cho nên quý vị thấy có những con số ở đằng sau mà mình tưởng rằng là à, cái này nó sale rẻ một chút thôi nhưng mà không thật ra là nó có những cái ý nghĩa của nó hết 99 là giá bình thường 97 là store manager special 49 hay là 79 thì có nghĩa là hãng làm cho giảm giá thông báo cho Costco biết cái đó hạ xuống thêm chút nữa đi đó và nếu là không không thì có nghĩa là hàng này còn ít lắm cho nên bán hết thì có thể lấy cái kệ đó để cho hàng khác không biết cái này thì cũng có nhiều người nói lắm rồi nhưng mà cặp vợ chồng này cũng hay đó, là lên tiktok rồi vừa làm mà vừa biểu diễn cái khuôn mặt của họ nó, nó 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 vui vui đó hơn hơn một triệu có một ngày thôi nha mà hơn một triệu view rồi người ta đồng ý người ta Bày tỏ cảm xúc là đưa ngón tay lên đó Là number one này kia đó Bây giờ họ biết được À như thế là mai mốt đi Costco mình để ý một chút Nếu mà 99 á Thì khoan chờ 97 Rồi từ từ mình coi coi nó có giảm giá hay không Costco thì uh, tôi nhớ là Ở à, à đây mình á Có hai cái dạng Costco Costco business và Costco bình thường Costco business là thường thường bán những cái mặt hàng Mà để người ta mua về Người ta bán lại trong cửa tiệm người ta Nó số nhiều đó thì Costco business hay là Costco bình thường đó thì cái mùa này lại hay có sale kẹo nè, cho nên quý vị đừng có lo mà lên giá 13%, cứ bớt được 3 4 đồng một bịch như vậy thôi là mình cũng tiết kiệm được rồi phải không quý vị? Ờ, trước đây chúng tôi cũng đã nói về cái vấn đề mà sale ở trong Costco Tại vì Costco nó là cái nơi mà uh thu hút người ta mua ừ. hàng nhiều nhất bởi vì cái giá nó rẻ mà mình phải mua nhiều cái ăn nhiều người người ta sống một mình đôi khi họ mua toàn là những cái cái nó nó to to không à nhưng mà đánh như anh trường vừa nói quý vị vô trong đó mà quý vị thấy cái nào mà cái bảng giá họ để hai câu số không phía sau ví dụ 10 đồng chấm không không đó ừ. là muốn thì mua bởi vì cái giá đó là giá rẻ nhất rồi không còn rẻ hơn đôi khi có những cái món nó nó rất là rẻ để mình không ngờ luôn đó là với hai con số 0 còn mình nếu mà thấy phía sau kết thúc bằng một con số 7 cũng là một cái giá rất là tốt để mà mình mua đó quý vị à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng bốn số chín của hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm chín Happy to easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và bảy 714 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714-839-4591. Để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, xin mời đến ngay với Magic Mattress 714-777-5777. Eli Japan chuyên cung cấp dịch thảo sản xuất 100% tại Nhật 714-787-9362. Hai bánh xóa sụp mặt Muffin Week X chỉ có 5 đồng 50 cent tại McDonald's. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau, giá bình thường nếu mua một cái. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV à, thưa quý vị nếu mà quý vị để ý á, thì trong nhiều năm trở lại đây khi mà chúng ta đi Las Vegas mà chúng ta ở khách sạn đó thì quý vị sẽ thấy nếu hồi trước đây á thì cái những cái phòng mà chúng ta ở sẽ được dọn dẹp mỗi ngày ừ. đúng không mỗi ngày chỉ trừ trường hợp á là những người khách nào người ta ở trong phòng luôn, người ta không có đi ra ngoài, người ta muốn thì người ta sẽ treo một cái miếng giấy ở ngoài. Rồi cái thời mà Covid-19 cũng vậy, nhiều người người ta hạn chế cái chuyện vô phòng cho nên người ta không có muốn vô. Nhưng mà trước đó thì cái phòng phải lúc nào cũng phải sạch sẽ tương tất. Tuy nhiên á à, bây giờ nó có những cái cái vấn đề mà những người mà nhân viên làm việc, cái công việc mà dọn dẹp phòng ở khách sạn á thì ra là họ ta tháng rất nhiều về cái vấn đề mà nhiều ngày phải dọn dẹp. Mới đầu mình nghĩ á cái chuyện mà ok thay vì dọn dẹp mỗi phòng mỗi ngày thì bây giờ mình nói là để uh, tiết kiệm thì thôi hai ba ngày mới dọn một lần hay là có ừ, người ừ. vô người ta ở hai ngày thì sau hai ngày người ta đi rồi người ta thấy không có cần phải dọn nhưng mà đối với những người nhân viên họ nói rằng là những cái chuyện đó là tăng thêm cái sự làm việc của họ tăng thêm rất là nhiều trong khi á cái lương bổng của họ nó không có lên. À, hiện bây giờ theo như là những cái cái giống như nguyên một cái tổ chức của những người nhân viên làm việc ở các cái khách sạn ở Las Vegas á, họ nói trung bình một người chỉ được trả có 21 đồng cho một giờ. Nhưng mà cái mức độ làm việc, họ phải làm việc á, rất là mệt mỏi. Là bởi vì sao? Thí dụ như nếu như mà cái phòng được dọn dẹp mỗi ngày á thì nó sẽ sạch hơn nó ít dơ hơn à... trong khi ví dụ như họ vô họ chỉ cần tốn bao nhiêu thời gian là họ đã có thể họ linh sạch sẽ hết trơn rồi nếu mà họ làm mỗi ngày thì một ngày như vậy á cái sức họ bỏ ra nó ít hơn bây giờ á nếu một phòng mà hai ngày ba ngày họ nói có những cái phòng nó dơ kinh khủng tại vì ba ngày trong đó ha vứt vô nhà đồ ăn thức uống của khách bỏ trong đó nó bốc mùi lên rồi giờ những cái nhà tắm không được kỳ cọ nói chung nó rất là dơ nhưng mà theo quy định ví dụ như họ vẫn phải làm trong một ngày như vậy họ phải cũng phải dọn bao nhiêu đó phòng thành ra là cái việc mà họ phải bỏ sức ra nó nhiều à, người ta cũng những người mà nói là nhiều người khách đó, họ khó chịu á thì khi mà họ vô họ nhận một cái phòng mà nó không có sạch sẽ như ý họ thì cái người mà bị họ trút giận là ai chính là những người nhân viên dọn phòng ờ, có nhiều người họ bị bắt nạt có nhiều người họ bị chửi rồi họ bị ném đồ vô mặt tùm lum nhưng mà nói khi đó thì những nhân viên này mà gọi bảo vệ lên nhiều khi á security họ không có mặt liền nữa cho nên họ họ cảm giác là họ bị cái người mà thiệt thòi nhất á là những người nhân viên dọn phòng trong khi đó thì người ta thống kê người ta thấy là cái doanh thu mà thu cái lợi nhuận thu được từ cái hệ thống sòng bài khách sạn ở Las Vegas nó tăng lên có nghĩa sau dịch covid 19 người ta nói là ơ nó bị giảm sút vân vân nhưng mà thật ra là trong thời gian ra nó tăng lên rất là nhiều nhiều người ta nói là đúng khi mà cái giá phòng nó tăng lên so với trước đây nhiều lắm à, trước đây ví dụ như họ có thể họ đặt một phòng là trong những cái ngày thường đó là 120 đô la thì bây giờ ít nhất phải 160 đô la mà cộng thêm quý vị đi Las Vegas, quý vị sẽ thấy cái tiền mà um, tiền tiền gọi là cái tiền dịch vụ đúng không? Um, ví dụ như ở đây đi, ở đây những có có những cái điển hình như thế này. Ví dụ như ở đây mình thấy cái giá phòng này cho cái ngày Ngọc Lan bỏ lên thử để search thôi là ngày thứ thứ sáu. 272 đô la cho cái phòng này. Nhưng mà ở đây chỉ mới cái giá như thế thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta ở mà chúng ta bước ra khỏi đó đó, cái giá mình phải trả đó là khoảng 341 đô la, đó là những cái phí đi kèm. Hay là có những nơi ví dụ như là ở Las Vegas Hilton thì cái giá phòng là ngót ngét 600, 599 nhưng mà khi mà mình bước ra đó chỉ một ngày thôi là mình phải trả thêm 130 đồng nữa cho cái tiền mà những cái phí phục vụ rồi tiền resort vân vân thì nó tăng lên cái mức giá thì họ nói rằng là giá thì tăng lên nhưng mà cái điều kiện mà phòng ở thì nó lại không có được uh, À, thoải mái nó không có được sạch sẽ thì bây giờ mình mới biết rằng là mình có quyền yêu cầu người ta phải dọn dẹp phòng mỗi ngày và cái điều đó là cái điều mà những người nhân viên làm việc ở khách sạn dọn dẹp phòng họ rất là mong cái điều đó chứ không phải là nghĩ rằng là ba à, 3 ngày đi ra hay 5 ngày đi ra rồi hãy dọn luôn một lượt đó là mình tiết kiệm thì cái điều đó nó không có đúng à, Nhân việc nói về trước mùa dịch rồi trong mùa dịch rồi sau mùa dịch đó thì thưa với quý vị à, cái thời à, bị dịch Covid-19, người ta ít đi máy bay, người ta ít sử dụng máy, đi, đi du lịch. Cho nên những hãng máy bay đó nó cũng không có những cái chương trình bay thường xuyên. Và sau mùa dịch cho tới bây giờ thì tạm yếu, ổn rồi, cho nên càng ngày càng có nhiều người đi du lịch bằng máy bay. À, vì thế, nhiều chuyến bay đã được à, à, bắt đầu có những cái chương trình bay nó thường xuyên hơn nó sẽ xảy ra tình trạng nó gọi là kẹt máy bay có nghĩa là ở phi trường chờ máy bay bay đi rồi máy bay khác đáp xuống rồi mới đi vô cái terminal được tớ vô cái, cái 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 thùng ống để mà mình đi ra khỏi phi trường đó thì càng ngày nó càng kẹt tại vì bây giờ nhiều chuyến bay quá nếu không sắp xếp cho nó đúng đó thì nó có thể gây ra cái tình trạng nó gọi là kẹt máy bay kẹt đường băng vân vân thế thì tuần qua ngày thứ hai thì tại một phi trường ở oregon portland international airport mới xảy ra một cái tình trạng gọi là một chiếc máy bay chuẩn bị đáp xuống mà trong khi chiếc máy bay ở dưới đất á, chuẩn bị bay lên oh. hai chiếc máy bay nó xém đụng vào nhau à, vì thế à, cơ quan quản trị hàng không của hoa kỳ bắt đầu điều tra coi vì lý do làm sao mà một chuyến sắp sửa cất cánh một chuyến sắp sửa hạ cánh xuống cùng một cái đường băng mà à, lại nó xảy ra tình trạng gọi là uh, xém đụng nhau như vậy. Được biết là trong những năm vừa qua đó thì cơ quan quản trị hàng không của Mỹ FAA đã tăng cường thêm một số khoản đầu tư là hơn 100 triệu đô để điều tra những cái vụ máy bay suýt đụng nhau hoặc là gọi là close call ở gần những cái phi trường lớn. Năm nay họ tăng thêm khoảng hơn 100 triệu đô nữa để mà huấn luyện các nhân viên không lưu phải để ý làm sao máy bay bay lên máy bay cất cánh máy bay hạ cánh vân vân rồi ra lệnh cho các máy bay các phi công đó là xuống đường băng 18 hay là 28 hay là số mấy đó bên phải hoặc bên trái phải nó nhịp nhàng như thế nào đó để cho nó không có xảy ra cái tình trạng gọi là close call tức là suýt đụng nhau à, hiện tại thì có 8 phi trường lớn của Mỹ nha, 8 phi trường lớn đã xảy ra trong những ngày gần đây rất nhiều vụ gọi là suýt đụng nhau trên trên cái đường 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 bay. Cho nên họ đang điều tra coi là các nhân viên không luôn thì mỗi tháng phải được đi huấn luyện lại một lần, cái gọi là tu gọi là cái gì gọi là tu nghiệp. Tu nghiệp rồi đúng rồi đó, huấn luyện tu nghiệp đó. Mỗi tháng phải đi một lần nha. Tại họ coi trên cái bản đồ, coi trên cái màn hình máy bay lên xuống như thế nào, rồi cái cách để mà họ ra lịch làm sao cho các phi công đáp hay là bay lên uh, cho nó rõ ràng để người ta không có gây hiểu nhầm có thể gây ra những cái gọi là cái cảnh máy bay mà đụng nhau như vậy nó trên đường băng uh, cái uh, chuyến bay ở oh, cái chuyện xảy ra ở Oregon đó nó có liên quan tới chuyến bay của một hãng lớn đó là hãng Alaska Airlines và khi đọc cái bài viết này đó thì hãng Alaska Airlines cái chuyến bay đó là từ phi trường John Way ở Orange County mình bay tới. Ừ. Bay tới hình như là hình như là hình như là bay 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 đi chỗ nào đó nhưng mà dừng là dừng ở lại Oregon. Cho nên xảy ra là xém đụng vô một chuyến máy bay của hãng SkyWest ngay tại địa phương. Cho nên uh, hiện nay đó thì người ta đang điều tra. Uh, họ nói rằng là trong năm vừa qua đã có gần 100 cái chuyến bay bị như vậy. Wow. Uh, 100 100 cái vụ báo cáo là đã không nhịp nhàng lên lên xuống xuống đó làm cho những cảnh máy bay mà xém va vào nhau nghe thấy ghê quá à, quý vị xém va vào nhau mà tôi nghĩ là máy bay mà nó to ô oh, có nói thêm một cái nữa đó không phải là tại vì mình người ta không thấy nhưng mà thứ hai vừa rồi thì tại oregon xảy ra một trận mưa lớn và cái tầm nhìn nó bị hạn chế đã bị hạn chế nhân viên không lưu thì thường thường ngồi ở trên cái tòa tháp cá thì cao đó ở à, gần phi trường có cái tòa tháp cao đó thì họ đứng ở trên đó họ nhìn xuống thì họ mới thấy được có lúc thì nó rõ lúc thì nó mờ mờ mù mịt mịt tại vì mưa lớn mà cho nên đã xảy ra cái tình trạng là nhầm lẫn chút xíu cũng may là không không sao hết à, khi mà họ thấy chiếc máy bay Alaska chuẩn bị đáp xuống mà chiếc máy bay dưới đất chưa bay lên đó thì họ đã ra lệnh ngay liền họ nói ông Alaska ơi ông bay thêm một vòng nữa trên trời thêm một vòng nữa thì là cái máy bay, bay kia đang là tà tà tà, tà xuống nè bay lại bay lên là đi một vòng nữa rồi mới đáp xuống. Cũng may. À chúng ta sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay. chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và bảy 714 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985 Hương vị vượt thời gian 714 839 4591 Để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng Xin mời đến ngay với Magic Mattress 714 777 5777. E Japan chuyên cung cấp dịch thảo sản xuất 100% tại Nhật 714 787 9362. Hai bánh xóa sụp mặt móc Quick X chỉ có 5 đồng 50 sen tại McDonald's. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau, giá bình thường nếu mua một cái. Quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, tuần rồi đó thì à, gọi là cộng đồng mạng à, người ta xôn xao cái vụ mà người mẫu Ngọc Trinh bị bắt liên quan đến cái việc là trước đó cô đã có những cái hình ảnh, những cái clip để ở trên những cái trang mạng cá nhân của cô đó, à, trong đó là cô thấy nói là học à, chạy à, mô tô rồi những cái màn mà trình diễn mô tô ví dụ như là À, ngồi trên mô tô rồi đứng trên mô tô rồi chỏng hông trên mô tô nó rất là nhiều những cái hình ảnh như vậy thì sau sau khi mà những hình ảnh nó được đưa lên à, rồi có những hình ảnh cô chạy xe rồi cô té nữa té bị thương tích cũng khá là nặng nề rồi cô nói là ôm mọi người đừng có bắt chước như tôi nha phải tập nhưng mà cô lại có niềm đam mê mô tô thì sau đó thì cô bị công an bắt à, phạt bị phạt về cái tội đó nhưng mà vài ngày sau khi phạt thì lại tiến đến một bước nữa là tự nhiên là À, bắt tạm giam cô 3 tháng à, bị truy tố về cái tội là à, gây rối trật tự công cộng nhưng mà hiện bây giờ dư luận người ta rất là xôn xao nói ủa cái tội cô tập lái mô tô như vậy ừ. thì có bất quá thì nói là ờ, không có mặc cái đồ gọi là đồ, bảo đồ, đồ đồ bảo bảo hộ bảo hiểm khi mà lái xe nhưng mà cô có đội nón đàng hoàng à, thì bị phạt hành tránh mà đã phạt rồi mà tại sao cùng một cái tội vừa đã trước đó đã ra phạt rồi bây giờ lại bắt mà lại là cái tội nó nghiêm trọng đến mức độ nào mà là phải là tạm giam 3 tháng để điều tra thì điều tra cái gì mà liên quan như vậy mà theo cái luật hình sự Việt Nam á thì khi mà tạm giam 3 tháng tức là dành cho những tội là nghiêm trọng lắm mới là tạm giam 3 tháng điều tra thì nói chung là dư luận xôn xao rất là nhiều, người ta nói là nó không có rõ ràng, nó không có minh bạch gì hết. Thì bây giờ đó ở nó lại người ta lại tung lên cái hình ảnh À, nếu như mà Ngọc Trinh mà bị như vậy thì bây giờ đối với những cái hình ảnh này đây là hình ảnh của hai cái người gọi là uh, quốc cơ và quốc việt đây là hai anh em mà hai anh em này á thì cái công việc chính của họ là giống như là những người nghệ sĩ siết vậy đó họ đi biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới thì bây giờ nói là ở trên thấy là ở trên clip tung lên nhiều cái hình ảnh là hai anh em này chạy xe một người chạy và một người đứng trên xe rồi cái kiểu mà chồng đầu như thế này đó lái xe thì như vậy là nó có quá nguy hiểm không như vậy thì so với trường hợp của ngọc trinh đó nó khác nhau như thế nào à, cái đó vi phạm ra làm sao thì nói là bây giờ thì công an cũng vào cuộc điều tra thì bên cái phía mà hai anh em này thì nói rằng ô cái này là họ quay quảng cáo cho một cái hãng à, xe 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 gọi là xe mô tô à, xe máy này nè xe gắn máy này rồi bên cái hãng này họ cũng nói ở à, đây là những cái clip để quay quảng cáo à, khi mà quay á, thì họ họ cũng có cái clip đưa lên rằng là à, thật ra đó là có một cái chiếc xe chạy kế bên và khi cái người này chồng đầu lên như thế này đó dơ à, chân hai lên dơ hai chân lên trời đó thì mặc dù mình thấy cái hình ảnh là chỉ chạy như vậy thôi nhưng mà cái clip mà quay rõ ràng mới thấy là cái chân đó là buộc vô một cái một, một cái, cái cái giống như cái cần cẩu vậy đó à, rồi khi người ta lên thì người ta dùng cái kỹ thuật người ta xóa hết đi để làm gì tại vì thấy xe rõ ràng chạy được chừng khoảng một giây thôi thì cái người đó té xuống nhưng mà nó móc lên trên có nghĩa là an toàn nhưng mà người 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 nhiều người thì người ta không có đồng ý với những cái lập luận này. Họ nói á hình ảnh của Ngọc Trinh đưa lên dẫu sao cô còn có đội nón, cô còn có những cái à, tuân theo con như này, đã chạy xe trên đường phố, cũng những cái con đường đó chứ không phải là ở trong cái phim trường nào hết mà không có đội nón bảo hiểm. Rồi những cái hình ảnh này đưa lên thì nó khác nhau làm sao? Thì bây giờ công an lại nói là ok, chúng tôi sẽ điều tra. Cái này là hai anh em này là có ekip giàn dựng mà. Thì có ekip dàn dựng nhưng mà người ta nói tại vì khi mà đưa lên như vậy đó thì nhìn người người dân bình thường người ta nhìn thật đâu thấy cái gì khác nhau đâu. Đúng rồi Đúng nhưng không? mà hình như là bên phía của quốc cơ và quốc nghiệp á thì nói rằng là à, ekip giàn dựng quay cái cạnh này cũng đã mấy tháng trước đây rồi. Ừ. Bây giờ mới edit lại chỉnh sửa lại rồi mới tung lên để một quảng cáo cho một cái hãng xe. Đó, mọi việc thì vẫn đang điều tra về phía công an thì họ nói rằng là à, họ có một cái nhìn khác hơn đối với hai anh em này với lại cái chuyện của Ngọc Trinh. À, bây giờ trở lại một cái chuyện khác nữa thôi với quý vị, một người đàn ông cầm trên tay tờ vé số 10 triệu đô la Mà không phải ông mua. <laughs> một người đàn ông ở Visalia bước vào một cây xăng và sau khi quyết định mua tờ vé số Ông nói với người nhân viên bán hàng Cô lấy đô cho tôi đại một tờ vé số cào nào cũng được Tôi chẳng biết mua tờ nào hết đó. Chị giá bao nhiêu không cần biết Cô cứ mua cho tôi đại một tờ đi Thì cái cô bán hàng ở cửa hàng á Cô mới quay ra đằng sau lưng Vớ đại một tờ vé số cào Mà cái vé số cào này là như là nó để là 200x nè Tức là cái giá trị lên tới 200 lần gì đó Thì khi anh này anh ra xe anh ngồi anh cào tờ vé số ra anh nói rằng là mắt tôi không tin được tại vì khi mà tôi tờ tôi tôi cào ra thấy cái con số trên tờ vé số so sánh với tờ cái con số mà à, nếu mà hai số này giống nhau á, thì sẽ trúng thì tôi thấy là nó giống nhau rồi thì tôi mới cào tới cái phần ở dưới để coi là cái giải thưởng là bao nhiêu thì anh nói rằng là sao thấy nhiều số không quá không 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 nhiều quá mới cào hết ra thì là 10 triệu đồng. Wow. À, anh này nói rằng là cái ngày hôm đó là cái ngày tôi đi đổ xăng bình thường thôi. Nhưng cái cây xăng mà tôi vẫn đổ đó thì ngày hôm đó lại sửa, đóng cửa. Cho nên tôi rẽ qua cái đường khác và tới cái cây xăng thứ nhì. Thì tới cái tới cây xăng này đó còn dư được mấy chục đồng. Thì nói cái cô bán hàng là lựa cho tôi đại tờ vé số cào. Tôi mua. Thì cổ lấy cái tờ vé số này trị giá là 30 đô. À, bán cho anh này anh này nói kệ 30 đô Trúng thì đỡ mà không trúng thì mất coi như mất 30 đồng Anh mua tờ vé số ra ngồi trong lúc đổ xăng thì ảnh cao 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 vậy nè thì thấy lên tới 10 triệu à, 10 triệu đồng này nếu mà lãnh liền một lúc thì ảnh được 5.8 triệu à, còn cái tiền còn kia là tiền đóng thuế anh này anh cho biết rằng là à, cái à, cái à, riêng cái cửa tiệm mà bán được về tờ vé số đó đó là được 50.000 tiền thưởng đối quý vị theo như những người mà lên trên mạng trong cái trang nhà của sổ số California cho biết á Thì cái tờ vé số 200X này Có tất cả là 9 giải thưởng 10 triệu đô Cho tới ngày hôm nay mới có 5 giải thôi wow. Tức là còn 4 giải nữa Ngọc Lan chiều nay có tính đi đổ xăng là mua thêm tờ 200X này Coi có nó có hên hay không để mình thì mượn ai ba chục đồng ba <laughs> chục đồng tờ vé số 30 cào ba đồng tờ vé số cào trời ơi tôi mua, mua tôi mua vé số hai đồng ba đồng năm đồng gì tôi thấy tiếc tiền rồi chứ mà mua tờ vé số cào mà ba chục đô ba chục đô ừ và ba chục đô xong rồi cào ra chúng được hai chục đồng cũng tự nhiên cũng thấy vui nữa <laughs> thưa quý vị hôm cuối tuần rồi đó À, có một cái cái chuyện thay vì người ta nói là ngày đám cưới là ngày vui nhất ừ. Ở trong đời người đúng không? Ngày đám cưới là ngày vui nhất Nhưng mà quý vị nhìn cái cảnh đây đó là gì? Đó là nguyên một cái khung cảnh đám cưới mà nó trở nên là nó hoang tàn như thế này Là bởi vì bị cháy ừ. à, Đám cưới này tổ chức hôm trưa ngày Chủ nhật 22 tới tháng 10 Ở một cái hội trường này nằm trong khuôn viên của giáo sứ Xuân Sơn Ở Bà Rịa Vũng Tàu á thì trong lúc mà quý vị nhìn cái hội trường này lớn nè, người ta nói là khoảng 400 đến 500 khách đang ngồi dự tiệc ở đây thì tự dưng là ở cái phía sân khấu của cái trong cái đám cưới này phía sân khấu đó nơi mà cô dâu chú rể đứng tự nhiên nó bốc cháy. Khi nó bốc cháy thì rất là nhanh à, mọi thực khách người ta bỏ người ta chạy hết, người ta chạy ra ngoài nhưng mà cái lửa nó nó lan nhanh đến mức độ mà quý vị nhìn thấy nó tan hoang như thế này nè thì nói là may mắn là không có ai bị thiệt mạng ở trong cái đám cháy này hết nhưng mà cũng từ đây mình mới thấy rằng là cái tình trạng mà cháy nổ trong thời gian qua ở Việt Nam á nó quá nhiều à, ở đâu cũng thấy vừa là với đây là đám cưới cũng cháy nhà kho cũng cháy nhà xưởng cũng cháy chung cư cũng cháy chung cư lớn cũng cháy chung cư mini cũng cháy, nhà ở cũng cháy. Mà khi mà cháy như vậy thì bây giờ ở phía Việt Nam họ bắt đầu họ lại làm giống như một cái chiến dịch như vậy đó. Bắt đầu đi kiểm tra cái tình trạng phòng cháy chữa cháy. Xong rồi những cái nhà cao tầng đã cho xây lên. Bao nhiêu năm nay bây giờ kêu là ờ không đúng bây giờ cưa ngang. Quý vị tưởng tượng cái nhà chính tầng hay là một cái khách sạn chính tầng mà bây giờ kêu cưa ngang đó. Chỉ được xây đến đó thì nó sẽ nó sẽ như thế nào không tưởng tượng được. Đó là những cái gọi là những cái bất cập ở trong cái việc mà quản lý ở Việt Nam nó dẫn đến những cái tình trạng người ta không có cảm thấy yên tâm, hôm nay được cấp phép ngày mai thì nó lại thay đổi rồi. À cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai. Cái tin cuối cùng đó tôi không nghĩ là à, gọi là quản lý bất cập như Ngọc Lan nói mà tôi nghĩ rằng đó là bất cập trong việc chung chi. Đó. Trung chi không đều, không đủ, không nhiều Thì bây giờ nó sẽ xảy ra tình trạng Nó gọi là uh, chồng, Luật lệ chồng chéo nhau yeah. Đó. Trung chi và chồng chéo Thì thường nó hay đi chung với nhau Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay Và sau cà phê sáng sẽ là chương trình Thời sự thế giới Xin kính chào quý vị